là chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thủy. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các nội dung sau: bản tin về hoạt động của Liên đội, sự tích trạm trung thu. Thưa các bạn, trong không khí thi đua của học sinh toàn trường hướng về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mùng 5 tháng 9, cùng với những hoạt động chào mừng các đại hội đầu năm học và chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, hòa chung trong không khí hào hứng đó, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thủy đã hưởng ứng đợt thi đua lần thứ nhất một cách sôi nổi, rầm rộ với nhiều nội dung thi đua khác nhau, cụ thể như sau. Về học tập, toàn liên đội đã sớm bắt nhịp nề nếp học tập ngay từ tuần đầu tiên. Sau lễ khai giảng, toàn liên đội đã dấy lên phong trào thi đua học tập. Một số lớp đạt nhiều tuần học tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, điểm học tốt như 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B. Phong trào truy bài đầu buổi khá chất lượng ở các lớp. Qua đó, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, cán sự bộ môn đã kiểm tra việc học bài và làm bài tập về nhà của các bạn trong lớp, đặc biệt là một số bạn yếu kém, để có thể giúp đỡ, nhắc nhở động viên các bạn đó chấn chỉnh kịp thời. Liên đội cùng với nhà trường tiến hành tổ chức cho đội viên ký và cam kết về an toàn giao thông đường sắt, tệ nạn ma túy học đường, phòng cháy chữa cháy, an toàn trật tự trường học. Bên cạnh đó, cũng có một số em ở hầu hết các lớp không tập trung học bài, nói chuyện riêng, gây mất trật tự trong giờ học, làm giảm hiệu quả lĩnh hội kiến thức của các tập thể lớp Luân, Trọng, Hiệp, lớp 8B, Đức, 7A. Về nền nếp và các hoạt động khác, toàn liên đội đã sớm duy trì nề nếp hoạt động đội ngay từ tuần đầu tiên, đặc biệt là hai lớp 6. Các chi đội đã duy trì khá tốt về các nề nếp sinh hoạt đầu buổi, sinh hoạt giữa giờ, sinh hoạt cuối buổi, các lớp ra vào lớp đúng hiệu lệnh, trang phục. Đa số đội viên trang phục đúng tư cách đội viên, tuy nhiên một số em ở khối 9 còn vi phạm về trang phục như không bỏ áo vào quần. Liên đội đã chấm dứt tình trạng đội viên mang dép tông đến trường. Các lớp đã vệ sinh phong quang, trực nhật sạch sẽ, theo sự phân công nghiêm túc. Tuy nhiên về việc ăn quà vặt vô ý thức và xé giấy vụn bừa bãi vẫn còn rải rác ở các lớp đã gây nên sự mất vệ sinh thường xuyên trong khuôn viên trường và trước cổng trường. Về chăm sóc công trình măng non, liên đội đã sớm phân công công trình măng non về cho các chi đội. Đa số các chi đội đã tiến hành tạo hình và trồng thêm hoa, tuy nhiên sự đầu tư của các chi đội còn sơ sài. Về công tác trực cờ đỏ, các đội trực của các chi đội đi về đúng giờ quy định. Về vấn đề an toàn giao thông và an ninh trật tự trường học, nhìn chung thực hiện tốt an ninh trật tự trường học và an toàn giao thông. Về công tác nhân đạo, từ thiện, tại lễ khai giảng, nhà trường đã huy động được số quỹ gần 2 triệu đồng theo cuộc vận động ủng hộ cho học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học. Về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hầu hết các lớp đã tham gia các hoạt động tập thể khá chu đáo như lễ khai giảng năm học mới, đại hội chi đội. Trong buổi đại hội chi đội, hầu hết các chi đội chuẩn bị khá chu đáo và đã bầu ra 45 bạn có năng lực học tập và đạo đức tốt vào ban chỉ huy chi đội, chính chi đội, và bầu ra 45 bạn đội viên ưu tú tham dự đại hội liên đội vào chiều ngày 6 tháng 10. Trong những ngày liên đội có những hoạt động rất thiết thực và sôi nổi chào mừng các đại hội, hội nghị đầu năm học. Với những nội dung thi đua trên, liên đội tuyên dương tất cả các bạn đội viên trong trường, đặc biệt là những bạn trong ban cán sự lớp, những bạn tham gia sôi nổi các hoạt động do lớp, trường tổ chức nhằm đem lại kết quả cao. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sự tích rằm trung thu. Các bạn thân mến, trung thu là thời gian giữa mùa thu, mùa mát mẻ và đẹp nhất trong năm. Theo sách cổ thì trung thu được bắt đầu tổ chức từ thời nhà Đường, đời vua Duệ Tôn. Tục truyền rằng, nguyên năm đó, vào đêm rằm tháng 8, trời thật là đẹp, trăng tròn vành vành, tỏa sáng khắp trần gian và gió mát hây hây. Trước cảnh đẹp của đất trời, nhà vua bỗng thấy có hứng thú dạo chơi ngoài vườn. Vườn thường uyển dưới ánh trăng đẹp ơi là đẹp. Bỗng có một ông già đầu bạc phơ, tóc trắng như tuyết, chõng gầy đến bên nhà vua. Trong người và cử chỉ của ông già, nhà vua đoán ngay là một vị vương tiên giáng thế. Ông già kính cẩn chào hỏi nhà vua rồi hỏi: "Tâu bệ hạ có muốn lên cung trăng ngắm cảnh không ạ?" Nhà vua bèn trả lời: "Có, ta rất muốn lên nhưng không biết lên bằng cách nào." Vì tiên liền đưa chiếc gầy lên trời rồi hóa phép thành một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng còn một đầu giáp xuống đất chỗ nhà vua đang đứng.
Ông tiên đưa nhà vua bước lên cầu vồng, chẳng bao lâu đã tới cung trăng. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời, một cảnh đẹp khác xa nơi trần thế. Có những tiên nữ nhan sắc với những xiêm y cực kỳ lộng lẫy, xinh như mộng, nhảy múa theo từng cảnh đẹp vô cùng quyến rũ. Nhà vua đang say sưa với những cảnh đẹp trên cung trăng thì trời đã quá khuya. Ông tiên đã đưa nhà vua trở về cung điện. Về tới trần thế, nhà vua còn luyến tiếc phong cảnh trên cung trăng và những giờ phút mơ mộng đã được chiêm ngưỡng. Nhà vua đã tổ chức kỷ niệm ngày du nguyệt đó và đặt tên ra Tết Trung Thu để tất cả mọi người đều hưởng cảnh đẹp của trăng rằm. Các bạn biết không, Tết Trung Thu trước kia là Tết của người lớn nhưng đã dần biến thành Tết của thiếu nhi với các cuộc vui trong ngày, thiếu nhi rước đèn, thả đèn, múa sư tử, cắm trại. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, coi như là tuyên ngôn đầu tiên về công tác thiếu niên, nhi đồng của Bác Hồ. Từ đó hàng năm, Bác Hồ đều có thư gửi thiếu nhi, nhi đồng. Đặc biệt, nhân dịp Tết Trung Thu độc lập đầu tiên năm 1945, Bác Hồ đã gửi thư và nói chuyện với thiếu niên, nhi đồng trong đêm Trung Thu đó. Trong thư, Bác đã viết: Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi thăm các cháu thỏa lòng nhớ mong. Đón Tết Trung Thu, chúng ta càng thêm nhớ Bác. Hình ảnh và tình cảm cao đẹp của người luôn sống mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta. Bác Hồ của chúng ta không còn nữa, nhưng hàng năm Tết Trung Thu vẫn được tổ chức vào đêm 15 tháng 8 âm lịch. Thiếu nhi trên cả nước đều hân hoan đón Tết với những cây đèn ông sao sáng rực rỡ và những bài hát về đêm Trung Thu, về Bác thật tình cảm, thật vui tươi. Cũng trong dịp này, người lớn và các đoàn thể, các tổ chức đặc biệt chăm sóc tới những trẻ em côi cút, tàn tật và trẻ gặp nhiều khó khăn. Các tổ chức từ thiện và các đoàn thể đã đến tận nơi phân phát đồ chơi, quà, bánh Trung Thu để các em cũng được vui Tết Trung Thu như là những con ngoan trò giỏi. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và thân ái, thi đua học tốt, rèn luyện để sớm trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, gánh vác sứ mệnh lịch sử mà bao thế hệ đi trước đã mong đợi và giao phó cho chúng ta, các bạn nhé. Câu chuyện sự tích Trung Thu đến đây là hết rồi. Có thể có nhiều sự tích khác về Tết Trung Thu nữa mà chúng ta còn chưa biết hết. Các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thủy đến đây là hết. Chúc các bạn một tuần học vui vẻ.